Xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay thì em đã có mặt tại khu biệt thự Đồi Ngọc Tước, là một trong những khu biệt thự có tiếng và cao cấp bậc nhất tại thành phố Vũng Tàu. Hôm nay thì có một căn biệt thự rất là đẹp, chủ nhà đang có nhu cầu muốn bán. Sau đây em mời quý cô chú anh chị cùng xem về căn biệt thự này nhé. Căn biệt thự của chúng ta được thiết kế là một trệt và hai lầu, bao gồm 7 phòng ngủ và 8 nhà vệ sinh. Ở phía dưới thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Khi mà bước vào thì chúng ta có thể nhìn thấy là khu vực gara này. Ở đây là khu vực sân. Sân để rất là rộng. Và ở đây là hồ bơi của căn biệt thự. Chủ nhà có thiết kế luôn thác nước này. Ở đây là khu vực tường tiểu cảnh. Diện tích đất của cái căn này á, nó là ngang nó 14, dài nó 24. Tổng diện tích đất của nó là 354,8 m². Còn khi mà xây nhà á, thì chúng ta có thể để ý ở đây là một bên hông là chủ nhà chừa lại này. Và ở bên này, ở bên phía hồ bơi cũng được chừa lại một khoảng luôn. Tức là chừa sân trước, rồi là chừa sân sau, rồi là chừa hai bên. Nói chung là không sợ là sau này nếu như mà xung quanh họ có xây lên thì cũng không sợ là bị đổ nước hay là bị nhấy sang bên nhà mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào xem bên trong nhé. Bước vào đây là một không gian mở hoàn toàn luôn ạ. Ở đây, nguyên khu vực tầng trệt, ở đây là không gian mở. Sử dụng thì ở đây là chúng ta có bộ sofa này. Ồ, sofa rất là cao cấp luôn đấy ạ. Ở đây là khu vực bàn ăn này, bàn pizza này. Tivi rất là lớn, đèn chùm cái nào cái nấy là cũng khá là bự đấy ạ. 1, 2, 3, có nghĩa là ở dưới phòng khách này là 4 cái đèn chùm rồi. Ở đây ạ, là một không gian mở rất là lớn, khu vực bếp, phòng ăn là ở đây luôn. Ở chính giữa thì chúng ta có là thang máy, và ở dưới tầng trệt thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở đây. Đây ạ, ở đây là lối lên thang bộ. Ở đây là nhà vệ sinh và ở đây là một phòng ngủ ở phía dưới. Đây là khu vực bếp của căn biệt thự đây ạ. Nói chung là đi tông sệt tông rất là đẹp. Ở đây là đồ đóng hết ở đây. Bên này là khu vực phía sân sau. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đây, sân sau cũng được chừa lại ở đây ạ. Phải nói là về tổng thể rất là thoáng, rất là rộng luôn. Bây giờ chúng ta cùng đi lên trên lầu nhé. Đây là thang máy Apollo màu vàng rất là đẹp. Không biết là lên video thì có lên màu vàng được không? Nhưng mà ở đây em thấy là màu vàng, vàng chói luôn đấy ạ. Có giọng nói luôn. Mình lên trên tầng 1. Có nhạc luôn nè. Ở đây là khu vực tầng 1 của căn biệt thự. Bước vào thì chúng ta thấy ở đây một cái đèn chùm và trần rất là đẹp. Ở đây thì em thấy có 4 phòng ngủ ạ. 1 phòng, 2 phòng. Đây là 3 phòng và một phòng ở đây nữa. Chúng ta cùng vào xem nha. Ở đây là khu vực nhà vệ sinh. Ồ, nhà vệ sinh làm rất là sang trọng, rất là đẹp luôn, rất là rộng luôn ạ. Đó, cái nhà vệ sinh này rất là rộng luôn. Hầu như phòng nào thì chúng ta cũng có là tủ quần áo, giường, bàn trang điểm. Ồ, cái này đẹp ha. Phòng này rất là thoáng luôn, cửa sổ rất là lớn. Ở đây còn có một ban công nữa này. Ở đây thì có một bộ bàn ghế để uống cà phê nữa. Ở đây có một ban công nhỏ ở phía ngoài nữa. Nói chung là ở cái tầm tiền này thì chủ nhà deco thì cũng không thể nào chê được nữa đâu ạ. Nhìn rất là sang trọng, rất là đẹp. Mình cùng qua xem thử các phòng khác nhé. Ở đây chúng ta có một phòng. Đây, cũng có nhà vệ sinh ở trong phòng luôn. Hầu như các phòng đều là phòng master, đều có nhà vệ sinh ở trong phòng. Cũng có giường, tủ, bàn ghế, trang điểm, đèn trần. Căn biệt thự được thiết kế phong cách sang trọng cho nên phào chỉ cũng được sơn son thiếp vàng rất là đẹp. Bên này một phòng nữa. Ồ, mỗi phòng thì sẽ đi một tông màu khác nhau. Như phòng vừa rồi thì là màu nâu. Bên phòng bên này thì màu xanh. Đây cũng đèn trần đây. Tủ quần áo. Nhà vệ sinh ở đây. Rất là rộng. Cái nhà vệ sinh nào cũng rộng hết. Thoải mái luôn. Mình qua xem nốt cái phòng bên này nhé.
Phòng bên này công tắc ở đâu? Đây. Phòng bên này thì lại đi theo tông màu kem. Ồ, em thấy rất là hay. Tức là mỗi phòng sẽ đi một tông màu khác nhau. Ở đây phòng này là tông đi tông màu kem. Tủ quần áo này là tráng hương ở bên ngoài. Ồ. Không phòng nào giống phòng nào. À, ở đây có cả phòng xông hơi luôn. Đây là phòng xông khô. Ở bên đây là nhà tắm. À, thiết bị vệ sinh. Có cả phòng xông hơi luôn. Ồ, rất là hay. Rất là tiện luôn. Cái phòng này đi màu kem rất là nhã nhặn. Phải nói rất là đẹp đấy ạ. Vậy là ở dưới tầng 1 là có 4 phòng. Bây giờ mình lên tầng 2 nhé. Đây là tầng 2 đây. Cũng phong cách kiểu design như vậy, ở ngoài là đã có đèn chùm rồi này. Tầng 2 thì chúng ta cũng có 4 phòng. Ở đây là hai phòng. Ở đây là phòng ngủ. Phòng ngủ này thì lại đi theo là màu xanh. Gọi màu xanh gì đấy ta? Em cũng không rành về cái màu này lắm nữa. Nhưng mà là đi tông sệt tông luôn. Và cùng tông với cả thiết bị vệ sinh luôn. Đây, mọi người để ý này. Cái này cũng vậy, màu xanh. Ở trong này cũng màu xanh. Đây ạ. Và ở ngoài này cũng là màu xanh luôn. Mỗi phòng sẽ deco một phong cách riêng, không phòng nào giống phòng nào. Còn ở phòng bên này, phòng bên này là phòng chiếu phim. Đúng rồi. Đây ạ, đây là phòng chiếu phim. Một cái màn hình chiếu rất là lớn ở đây. Loa sử dụng là loa JBL. À, có cả sao 3. Ở dưới là loa Samsung. Ở đây có máy chiếu. Cái trần này. À, cái trần này được lắp đèn led ở bên trong. Là làm trần có cả đèn led bên trong luôn nè mọi người. Đây, mọi người thấy lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh này. Là đèn á. Đây. Là ngồi trong phòng chiếu phim. Là nhìn lên trên trần. Là có bầu trời sao. Ở đây. Rồi là ngồi xem phim ở đây. Rất là hay luôn. Ở đây thì có một nhà vệ sinh ở bên ngoài. Rất là rộng. Nói chung là nhà vệ sinh ở đây cái nào cũng rộng. Ở đây thì đi một tông khác. Cái này là giống như kiểu quần nỉ á. Ở đây phòng này, phòng tắm của đây. Ô, đây là phòng tắm massage. Đây là bồn massage. Đây. Vậy là một phòng thì có phòng xông hơi, một phòng thì có hệ thống massage. Đúng là không cái phòng nào giống phòng nào, mỗi phòng mỗi tiện ích. Hay thật. Nói chung là đẹp ạ, cân đối và hài hòa về màu sắc. Đi tông rất là đẹp. Ở đây là có một cửa sổ. Ở đây là ban công. Ở đây là phần của ngôi nhà đây ạ, hai phòng sẽ có ban công hướng ra ngoài. Ở đây là khách sạn Imperial của chúng ta đây. Khách sạn Imperial thì nằm ngay mặt tiền đường Thủy Vân bãi sau thì mọi người hiểu rồi phải không ạ? Như vậy thì chỉ cần đi ở đây, chúng ta đi ra là ra bãi sau của thành phố Vũng Tàu luôn. Đây là hồ bơi. Nói chung là không thiếu cái gì luôn. Các phòng phải nói là được thiết kế rất là hài hòa về màu sắc luôn. Ở bên này còn một phòng nữa. Đây. À, phòng này khóa rồi. 9 phòng. Tầng trệt có một phòng và mỗi tầng là có 4 phòng. Một căn biệt thự rất là đẹp, rất là hiện đại, rất là thoáng, được deco rất là tâm huyết. Và giá bán cho căn biệt thự này hiện tại là 65 tỷ, tương đương với 2,7 triệu đô la Mỹ. Nếu như quý cô chú anh chị quan tâm tới căn biệt thự này, muốn xem thực tế hoặc là muốn làm việc trực tiếp với chủ nhà, quý cô chú anh chị vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Số điện thoại của em là 0783 368 333. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để mình xem thêm nhiều video sản khác nữa nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.